Cái này là sao vấn đề cơ bản của ấp khí nè. Giờ lên nè, khoan giờ lên nè. Hầu như là những gia cây khoan giờ lên là đều bị nứt sâu hết. Tại vì ấp khí một vùng quá lâu. Cái này là cái hồi xưa mình đã có nói là phương pháp Pim Lô nó không hiệu quả, là do cái ấp khí một vùng quá lâu thì khiến cái gia cây ở ngay chỗ đóng đó, chỗ ấp khí đó, nó sẽ dễ bị hư. Thì qua thấy giờ qua chỗ khác nè, thì gần như là nó không bị tình trạng đó. Còn cái chỗ áp khí giờ lên nè, nó bị rất là nặng. Còn qua bên đây nè, khi mà giờ ngang qua nè, không có giờ lên nè, thì gần như nó lành hết nè. Đó, thì mình xem những cây mà giờ lên và khoan lên là nó đều bị như vậy hết. Đó là năm 2019 là rất là nhiều đơn vị ra không có kinh nghiệm và không có tìm hiểu về phương pháp này, chỉ ra bán vật tư hướng dẫn sai cách hết cạo nguyên cái vùng da me lớn đây nè. Đó rồi như này bị nứt sâu nè, còn nếu mà giờ ngang thì nó không bị nè. Đó còn có chỗ còn kêu cạo da me hết nguyên cái vùng nấm nắp chóp và khoan nữa là đều bị dính hết, giờ lên là bị dính hết, nứt sâu hết.